vâng xin kính chào các quý vị trong những ngày qua giới chơi audio thì luôn xôn xao bàn luận với lấy dòng gôn đến từ thụy sĩ là một thước đo gần như là một tiêu chuẩn để đánh những hệ thống lớn những hệ thống audio rất là giá trị cao nhưng cũng có những hệ thống âm thanh dù có nhỏ hơn nhưng mà vẫn được thừa hưởng với những chất âm của dòng gôn đến từ đất nước thụy sĩ và hôm nay tại shop Audio Thiên Hà số 5 ngõ 198 Thái Hà chúng tôi lại về đây là một loạt sản phẩm mới của hãng mới đưa vào thị trường. Đấy chính là dòng Telos 590 Lexen 2. Vâng, với sự thư hưởng của dòng Lexen 1 thì đã đưa được một tiếng vang rất lớn. Nhưng trong giới chơi audio thì vẫn chưa hài lòng lắm với màu sắc âm thanh. Người thì bảo là còn âm thanh còn lạnh, người thì bảo thiếu đi độ ấm. Nhưng với các kỹ sư của hãng Goldman thì đã đưa ra một cái tiêu chí mới là đáp ứng đầy đủ những nhu cầu của những người người ta muốn chơi audio, muốn có một dòng âm thanh trung thực, hay, ấm áp, tuyến tính cao và đầy cảm xúc. Trước mặt các bạn đây đây là một thùng cắt tông và vẫn còn nguyên siêu của nhà phân phối cung cấp cho Thiên Hà. Đó, các bạn nhìn xem đây là vẫn còn nguyên siêu này. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin rạch Đó các bạn nhìn thấy không Đây là những lớp băng keo nguyên siêu của hãng Nên người ta sẽ đưa vào Dán đè vào đây Đó Vỏ thùng rất và dày và chắc Đó, các bạn thấy cái sự dày dặn của của chiếc vỏ thùng này không? Đó, để đảm bảo các, cái độ chống sốc. Và khi mở ra thì các bạn sẽ thấy ngay một quyển User Manual, tức là đây là giới thiệu về về công suất cũng như các thông số về chiếc âm ly của hãng Thụy Sĩ này. Còn đây là một tấm chiếc áo choàng và qua sự chia sẻ của các kỹ sư của hãng Goldman thì đây là một trong những dòng âm đi thích hợp và có công suất danh định lên tương đối là lớn lên tới uh, trên 215 w nhưng mà nó đầy đủ đạt được các yếu tố của một dòng telos chất lượng cao đó là những dòng âm đi làm nên huyền thoại và làm nên chất lượng và tại sao ở một thị trường Nhật Bản uh, với những dòng chiếc dòng âm đi của bên của các đất nước Thụy Sĩ này lại có một tiếng vang lớn như vậy thì chỉ có chất lượng mới nói lên được những cái điều mà chiếc âm ly này muốn nói còn đây là hệ thống điều khiển từ xa trông thì đúng với một phong cách rất là Bắc Âu của những những người châu Âu thì rất là đơn giản nhìn các bạn nhìn đây là một chiếc điều khiển từ xa trông rất nhỏ nhắn xinh xắn đúng không ạ rất là nắm vừa với khuôn tay và rất là dễ điều khiển khi nó có cổng standby, mút và các suộc vào và volume to nhỏ còn phía dưới đây thì người ta đã đẩy thêm cho bạn bốn cái chấu để, để mình để cho nó cẩn thận hơn và đây là mesh switch và đi cùng với nó là một hệ thống dây nguồn và bây giờ thì tôi sẽ bê chiếc sản phẩm này lên và chúng ta cùng một chút thưởng lãm xem chiếc sản phẩm đi là như thế nào Vâng, khi dòng sản phẩm này đưa lên trên kệ thì tôi đã thấy cái sự nổi trội của dòng sản phẩm này với một hình thức quá là đẹp và trang nhã và cái sự nhã nhặn của con Moon này thì nó lên tất cả Trên tay tôi thì đang cầm một cái chuỗi đấy là những bụi phấn của khi mới bỏ ra dòng sản phẩm này Và các bạn nhìn xem Trong hệ thống đặt kệ của chúng tôi thì chắc là sẽ đây là một sự cuốn hút mắt nhất đối với cả mọi người khi nhìn vào hệ thống này Đầu tiên thì chúng ta thấy một uh, bộ đôi cánh tản nhiệt hai bên rất là cân bằng và cánh tản nhiệt này so với cánh tản nhiệt cũ là đã có sự khác biệt rồi các bạn ạ, độ mới hơn. Và vẫn giữ được tính hai nét truyền thống, đó chính là hai nút volume, một bên chỉnh volume nhưng mà rất là nhẹ nhàng các bạn nhìn thấy không? Đây là tôi đang thử về tính cơ học chứ nếu bình thường các bạn lên dùng thì các bạn lên dùng bằng remote còn bên này thì nó sẽ là các suộc vào và đấy các bạn nhìn cái cảm nhận của cái tay của tôi khi mỗi một suộc nó sẽ nó chỉ là một cái nấc rất nhẹ để chỉ xi xong cái suộc mới và gần như thì chắc là máy quay không có cảm nhận lắm. Nhưng chỉ có người dùng thì người ta sẽ biết được cảm nhận. Cái điều đó đã nói lên cái sự chất lượng của các chiếc áp. Và đây là một mặt đồng hồ LED. À, tôi cũng chưa cắm điện vì tôi để dành cho một cái chương trình sau là tôi sẽ dùng chiếc âm ly này để test những dòng loa thượng hạng nhất còn đây là một cái mã thương hiệu trên này nó lên là goldman swiss và khi người ta dùng người ta có thể bóc ra để cho nó đẹp và trên này là chính đó là một chất lượng bằng vàng đó là goldman sweet còn tôi có thể quay ra lại đằng sau để các bạn cùng nhìn và đây các bạn có thể nhìn qua thấy cánh tản nhiệt đây là tới tay vịt bằng nhôm với những cánh tản nhiệt nhôm dày và đã được anốt hóa để làm cho cái sự thoát nhiệt nhanh lên bảo đảm cho hệ thống so siêu tiên tính được tốt thì hãng Woodman đã đầu tư rất sâu về những cái này Tiếp tục quay ra đằng sau, vâng, đã thấy cái mới rồi Đầu tiên thì chúng ta cảm quan thấy một dàn các đường xe vào thì đó chính là những cọc mạ vàng chất lượng cao 1, 2, 3, vâng, có 8 đường vào các bạn ạ và trong đó nó tích hợp thêm cả một hệ thống về phần nhạc số và đọc qua tài liệu tham khảo cũng như là sự chia sẻ của các các kỹ sư hãng thì đường nhạc số này tương đối chất lượng là cao. lên tới tận 384 và 192 thì tôi thấy là hoàn hảo. Còn về phần bên này vâng, rất là đơn giản. Chỉ có một cái ổ công tắc cắm đường điện vào 220 và trên này có một công tắc tắt nguồn tổng. Rất nhẹ nhàng và một hệ thống cầu trì còn đây là có thể là trình theo uh, nguồn điện để mình uh, chơi được uh, nhiều có sự nhiều lựa chọn nguồn điện khác nhau còn về phần cọc loa vâng các bạn ạ đã thấy sự uh, hiện diện mới đó chính là biểu tượng của hãng goldmoon chính là chữ G và cọc loa này thì đã được làm uh, trông nó nhẹ nhàng hơn thanh thoát hơn và cái quan trọng là nó làm rất xa nhau để tránh tình trạng bị uh, chập khi mình uh, cắm rút và cọc loa này thì chơi theo được hai định dạng một là chơi dây trực tiếp thì sẽ xuyên qua lỗ này mà hai là sẽ chơi theo ở dạng càng cua còn về phần cuối này thì nó sẽ là chơi theo ở định dạng rắc bắp chuối và nó chơi theo ba định dạng và cọc loa thì được mạ chất lượng vàng rất là cao và khi nói đến hãng Goldman thì ai cũng biết đây là một hãng rất nổi tiếng có tính truyền thống của đất nước Thụy Sĩ và hãng này thì luôn để cho mọi người hướng tới có một phong cách chơi rất là nhẹ nhàng, sâu lắng, trung thực về màu sắc âm thanh với bản thu gốc. Và hôm nay tại Shop Audio, chúng tôi sẽ tiếp tục dùng chiếc âm ly Goldman này làm một cái âm ly tham chiếu để thử hai cặp loa đầu bảng của hai hãng khác nhau và tìm xem màu sắc của cặp loa nào hợp với các bạn hơn. Các bạn hãy đợi Youtube tới. Xin chào và hẹn gặp lại.